cuốn 6 chương 10 giải thích 10 dụ. Kinh: hiểu rõ các pháp như huyễn, như sóng nắng, như trăng dưới nước, như hư không, như thành cảm thát bà, như mộc, như ảnh, như tiếng vang, như bóng trong gương, như hóa. Luận: ấy là 10 thí dụ để giải thích pháp không. 1. Như huyễn. Hỏi: nếu tất cả pháp không ví như huyễn thuật, vì sao các pháp lại có thể thấy, có thể nghe, có thể ngửi, có thể nếm, có thể xúc, có thể biết? Nếu thật không có thì không có thể thấy cho đến có thể biết. Lại nữa, nếu không mà vọng kiến là có, thế vì sao không thấy tiếng nghe sắc? Nếu hết thảy đều không có gì, thế vì sao có cái thấy được, có cái không thấy được? Như một ngón tay, móng thứ nhất không, móng thứ hai cũng không, thế tại sao không thấy móng thứ hai mà chỉ thấy móng thứ nhất? Vậy cho biết, móng thứ nhất thật có nên có thể thấy, móng thứ hai thật không nên không thể thấy. Đáp: các pháp tướng tuy không cũng có phân biệt có thể thấy và không thể thấy. Ví như voi, ngựa, huyễn hóa và các thứ khác, tuy biết nó không thật, nhưng sắc có thể thấy, tiếng có thể nghe. Đối với sáu căn không tạp loạn, các pháp cũng như vậy, tuy không mà có thể thấy, có thể nghe, không tạp loạn. Như tình đức nữ thuyết, đức nữ bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, như vô minh có ở bên trong chăng? Phật nói: không phải. Bạch: có ở bên ngoài chăng? Không. Bạch: có ở bên trong bên ngoài chăng? Không. Bạch Thế Tôn: vô minh ấy từ đời trước mà đến chăng? Phật nói: không. Bạch: từ đời này đến đời sau chăng? Không. Bạch: vô minh ấy có sanh có diệt chăng? Không. Bạch Thế Tôn: có một pháp nhất định có thật tánh gọi là vô minh chăng? Không. Bây giờ đức nữ lại bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, nếu vô minh không ở trong không ở ngoài, cũng không ở trong ở ngoài, không từ đời trước đến đời nay, từ đời nay đến đời sau, cũng không có tánh chân thật, vậy sao nói từ vô minh làm duyên mà có hành cho đến các khổ tập? Bạch Thế Tôn: ví như có cây, nếu không có gốc làm sao xanh cọ, đốt cành lá hoa quả được? Phật nói: các pháp tướng tuy không, nhưng vì kẻ phàm phu vô văn vô trí, đối với các pháp sanh tử đủ thứ phiền não, do phiền não làm nhân duyên tạo nghiệp thân khẩu ý, do nghiệp làm nhân tác thành thân đời sau, do thân làm nhân duyên mà thọ khổ thọ vui, ở trong đó không có phiền não tạo tác thật sự, cũng không có thân khẩu ý nghiệp, cũng không có kẻ thọ khổ thọ vui. Ý như huyễn sư huyễn làm ra các vật, ý ngươi nghĩ sao các vật huyễn ấy có ở bên trong chăng? Bạch Thế Tôn: không phải. Có ở bên ngoài chăng? Bạch Thế Tôn: không. Có ở bên trong bên ngoài chăng? Bạch: không. Từ đời trước đến đời nay, từ đời nay đến đời sau chăng? Bạch: không. Các vật huyễn có sanh có diệt chăng? Bạch: không. Thật có một pháp gọi là vật huyễn chăng? Bạch: không. Phật nói: người có thấy có nghe kỹ nhạc do huyễn thuật làm ra chăng? Bạch: con cũng có nghe có thấy. Phật hỏi đức nữ: nếu huyễn thuật không, dối trá không thật, làm sao tự huyễn thuật làm ra kỹ nhạc? Đức nữ bạch Phật: bạch Thế Tôn, huyễn tướng ấy là như vậy, tuy vốn không có căn bản mà vẫn có thể nghe thấy. Phật nói: vô minh cũng như vậy, tuy không có ở bên trong, không ở bên ngoài, không có ở bên trong bên ngoài, không từ đời trước đến đời nay, từ đời nay đến đời sau, không có thật tánh, không có sanh diệt, nhưng vô minh làm nhân duyên mà có các hành sanh cho đến các khổ tập hợp. Như khi huyễn dứt thì vật huyễn cũng dứt, vô minh cũng vậy, vô minh hết thì hành cũng hết, cho đến các khổ và tập cũng hết. Lại nữa, thí dụ về huyễn là chỉ cho chúng sanh, hay rằng hết thảy các pháp hữu vi là chống không không bền chắc, như nói các hành như huyễn dối gạt trẻ con, hệ thuộc vào nhân duyên không tự tại, không trụ lâu, thế cho nên nói các Bồ Tát biết các pháp như huyễn. Một, như giáng nắng. Giáng nắng là khi mặt trời chiếu vào bụi trần do gió thổi động, thấy như ngựa chạy giữa đồng hoa, người vô trí trông thấy vào đó là nước, tướng nam tướng nữ cũng vậy. Ánh mặt trời của kiết sử phiền não chiếu vào bụi trần, các hành do gió tà ước niệm thổi lên, xoay chuyển trong đồng hoang sanh tử. Người không có trí tuệ cho đó là một tướng, là nam, là nữ, thế gọi là như giáng nắng. Lại nữa, nếu ở xa trông thấy giáng nắng tưởng là nước, đến gần không có tướng nước, người vô trí cũng như thế. Nếu xa rời thánh pháp, không biết lý vô ngã, không biết các pháp không, thời với pháp ấm giới nhập tánh không, sanh ra tướng người, tướng nam, tướng nữ. Nếu gần gũi thánh pháp, thời biết thời tướng các pháp, bây giờ các thứ vọng tưởng hư cuống trừ sạch, thế nên nói các Bồ Tát biết các pháp như giáng nắng. 2. Như trăng dưới nước. Thí như trăng thật ở giữa hư không mà ảnh hiện dưới nước, trăng thật pháp tướng ở giữa hư không của như pháp tánh thật tế,
mà trong lương tâm của người phàm là hiện ra tướng ngã, ngã sở, thế nên gọi là như trăng dưới nước. Lại nữa, như trẻ con thấy trăng dưới nước, vui mừng muốn nắm lấy, người lớn thấy vậy thì cười, người vô trí cũng như thế, do thân kiến mà thấy có tự ngã, do không có thật trí mà thấy đủ thứ pháp, thấy rồi hoan hỉ muốn nắm lấy các tướng, tướng nam, tướng nữ, vân vân. Các thánh nhân đắc đạo thì cười, như kệ nói, như trăng dưới nước, nước trong nắm, như mộng được tiền, chết cầu sống. Nếu ai thật muốn được như vậy là kẻ ngu si bị thánh cười. Lại nữa, như trong nước đứng lặng trông thấy bóng trăng, thấy nước lên thời không thấy nữa, khuấy nước lên thời không thấy nữa. Trong nước tâm vô minh đứng lặng thấy có bóng tự ngã và các kiết sử kiêu mạn, dùng gậy trí tuệ chân thật khuấy nước tâm lên thời không còn thấy bóng các kiết sử tự ngã nữa. Vì thế nên nói các Bồ Tát biết các pháp như trăng dưới nước. Ba, như hư không chỉ có danh mà không có thật pháp, hư không chẳng phải là pháp có thể thấy, nhìn ở xa do nhãn quan mà thấy thành màu xanh bạc. Các pháp cũng như thế, dẫu không, không có gì, do xa rời thật trí tuệ vô lậu, bỏ thật tướng nên thấy bỉ ngã, nam nữ, ốc xá, thành quách, các thứ tạp vật tâm đắm vào, như trẻ con ngửa xem trời xanh, cho là có xác thật, có người bay lên thật xa, thì hoàn toàn không thấy gì, chỉ vì nhìn xa bảo là xác xanh. Các pháp cũng như thế, vì thế nên nói là như hư không. Lại nữa, như hư không tánh thường thanh tịnh, nhưng vì khí u ám mà cho là bất tịnh. Các pháp cũng như thế, tánh thường thanh tịnh, vì dâm dục xuất nhuế che ám mà cho là bất tịnh. Như kệ nói, như trời mùa hạ sống trước mưa, mây mờ che khuất không trong sáng. Phàm phu vô trí cũng như thế, các thứ phiền não thường che tâm. Như mặt trời mọc về mùa đông, thường bị hôi khí tuyết che ám. Tuy được sơ quả và nhị quả, còn bị dục nhiễm làm che lấp. Hoặc như mặt trời mọc mùa xuân, thường bị bóng mây làm u ám, tuy lìa dục nhiễm được tam quả, si mạn dư tàn còn che tâm. Hoặc như mặt trời thu không mây, cũng như biển cả nước thanh tịnh, việc làm đã xong tâm vô lậu, la hán được thanh tịnh như vậy. Lại nữa, hư không không có đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, các pháp cũng như vậy. Lại nữa, như trong kinh Đại Thừa, Phật nói với Tu Bồ Đề, hư không không đời trước, cũng không đời giữa, cũng không đời sau, các pháp cũng như vậy. Kinh kia được nói rộng trong đó, thế nên nói các pháp như hư không. Hỏi, hư không thật có pháp, vì sao? Vì nếu hư không không thật pháp, thì các động tác đưa lên, hạ xuống, đến, đi, co duỗi ra vào, vân vân cũng không có, vì không có chỗ để chuyển động. Đáp, nếu pháp hư không thật có, thời hư không phải có chỗ trú, vì sao? Vì không có chỗ trú thì không có pháp. Nếu hư không trú trong lỗ trống, ấy là hư không trú trong hư không, vì vậy không phải trú trong lỗ trống. Nếu ở trong vật đặc mà vật đặc chẳng phải là hư không, thì không thể trú được vì nó không dung nạp. Lại nữa, ông nói chỗ trú là hư không, như trong vách đá đặc không có chỗ trú, nếu không có chỗ trú thì không có hư không, vì hư không không có chỗ trú cho nên không có hư không, vì vô tướng nên không có hư không. Các pháp mỗi mỗi đều có tướng, vì tướng có nên biết có pháp. Như tướng cứng của đất, tướng ướt của nước, tướng nóng của lửa, tướng động của gió, tướng biết của thức, tướng hiểu của tuệ, tướng sanh tử của thế gian, tướng vĩnh diệt của niết bàn. Còn hư không không có tướng cho nên không. Hỏi, hư không có tướng, ông không biết nên nói là không. Chỗ không có sắc tướng ấy là tướng của hư không. Đáp, không phải, không sắc tướng ấy gọi là phá trừ sắc, không còn pháp gì khác như đèn tắt, vì thế nên không có tướng hư không. Lại nữa, pháp hư không ấy không có. Vì sao? Vì ông nhân nơi sắc mà nói chỗ không sắc tướng là tướng hư không. Nếu vậy khi sắc tướng chưa sanh, thời không có tướng hư không. Lại nữa, ông cho sắc là pháp vô thường, hư không là pháp thường. Vậy khi sắc tướng chưa sanh, phải trước có pháp hư không, vì là thường có. Nếu sắc tướng chưa có, thời không có chỗ vô sắc. Nếu không có chỗ vô sắc, thời không có tướng hư không. Nếu không có tướng, thời không pháp. Vì vậy nên hư không chỉ có danh mà không có thật. Các pháp cũng như thế, chỉ có giả danh mà không thật. Vì thế nên nói các Bồ Tát biết các pháp như hư không. Năm, như tiếng vang. Ở trong núi sâu hang hẹp khe cùng mà có tiếng nói, tiếng đánh đập từ tiếng đó mà có tiếng dội lại, gọi là tiếng vang. Kẻ vô trí cho là có tiếng người nói, người trí thì suy nghĩ tiếng đó không phải là tiếng người phát ra, mà chỉ do tiếng xúc chạm nên có vang dội lại. Tiếng vang không thật mà có thể lừa dối lỗ tai. Như người khi sắp muốn nói thì trong miệng có gió, tên là Yêu Đà Na.
Nó trở vào đến rốn, xúc chạm rốn có tiếng vang phát ra. Khi tiếng vang phát ra xúc chạm bảy chỗ rồi lui lại, ấy là ngôn ngữ. Như kệ nói, gió tên yêu đà na chạm rốn rồi đi lên, gió ấy chạm bảy chỗ gáy lợi răng, răng môi, lưỡi cổ họng và ngực, trong ấy phát lời nói. Người ngu không hiểu thế, mê đắm khỏi sân si. Người bậc trung có trí, không sân cũng không đắm, cũng lại không ngu si, chỉ tùy các pháp tướng, cong thẳng và co duỗi, đi lại hiện ngữ ngôn, đều không có tác giả. Việc ấy là huyễn ư, hay là người gỗ máy, hay là việc trong mộng, hay bị bệnh nóng buồn. Có hay là không có, việc ấy ai biết được, người xương ấy gân buộc mà phát ra tiếng nói, như vàng chảy xuống nước. Vì thế nên nói các Bồ Tát với các pháp như tiếng vang, năm như thành Cản Thất Bà. Khi mặt trời mới mọc, thấy các cửa thành lầu các cung điện có người đi ra đi vào, mặt trời càng lên cao nó càng mất. Thành ấy chỉ có thể mắt trông thấy mà không có thật, ấy gọi là thành Cản Thất Bà. Có người từ trước chưa thấy thành Cản Thất Bà, sáng sớm nhìn hướng đông thấy nó, ý cho là thật vui, chạy mau đến đó, càng gần càng mất, mặt trời càng lên cao nó càng mất. Lúc rất đói khát sầu muộn, thấy khi nóng bốc lên chạy nhảy như ngựa hoang, cho đó là nước, chạy mau đến đó càng gần càng mất, mệt nhọc cùng cực. Khi đi đến trong hang hẹp núi cùng cả kêu than khóc, nghe có tiếng dội lại cho là có cư dân, tìm kiếm hết sức mệt mà không thấy, suy nghĩ rồi tự ngộ, thời tâm mong ước thèm khát liền lặng dứt, người vô trí cũng như thế. Ở trong ấm giới nhập không thật mà thấy tự ngã và các pháp, tâm đắm trước tham dâm, sân hận chạy cuồng khắp nơi cầu vui tự mãn, điên đảo dối trá, cùng cực ảo não. Nếu lấy trí tuệ biết không thật ngã là không thật, bấy giờ điên đảo mơ ước chấm dứt. Lại nữa, thành Cản Thất Bà chẳng phải thành, tâm người tưởng là thành. Phạm phu cũng như vậy, chẳng phải thân tưởng là thân, chẳng phải tâm tưởng là tâm. Hỏi, một việc cũng đủ biết, sao dùng nhiều ví dụ làm gì? Đáp, trước tôi đã đáp, pháp mà hà diễn như nước trong biển cả nhiếp hết tất cả các pháp, mà hà diễn có nhiều nhân duyên nên nêu nhiều ví dụ không lỗi gì. Lại nữa, Bồ Tát vì lợi trí sâu xa đủ các pháp môn, các nhân duyên, các thí dụ hoại diệt các pháp, vì người mà giả thuyết nên cần nhiều thí dụ. Lại nữa, trong hết thảy pháp thành văn không có thí dụ thành Cản Thất Bà, chỉ có các thí dụ về vô thường như sắc, sắc như bọt nước, thọ như bóng nước, tưởng như ngựa đồng, hành như cây chuối, thức như huyễn, và thí dụ về không trong kinh Huyền Võng, và thí dụ về thành Cản Thất Bà có khác nên nói trong đây. Hỏi, trong pháp thành văn lấy thành thí dụ thân, sao trong đây nói thí dụ thành Cản Thất Bà? Đáp, trong pháp thành văn thành là để thí dụ cho các duyên là thật có, chỉ thành là giả danh, còn thành Cản Thất Bà chính các duyên cũng không có, như vòng lửa quay chỉ mê hoặc mắt người. Trong pháp thanh văn, vì để phá vô ngã nên lấy thành thí dụ, còn trong đây Bồ Tát loại căn thâm nhập trong các pháp không nên lấy thành Cản Thất Bà để thí dụ, vì vậy nên nói như thành Cản Thất Bà. 7. Như mộng. Như trong mộng không có sự thật mà thấy có thật, khi thức dậy mới biết không, trở lại tự cười mình, người cũng như vậy, ở trong giấc ngủ của các kiết sử thật không có mà vẫn ái trước, khi được đạo giác ngộ mới biết là không thật, cũng lại tự cười mình, vì vậy nên nói như mộng. Lại nữa, mộng là do giấc ngủ không có pháp mà thấy là có, người cũng như vậy, do giấc ngủ của vô minh các thứ không có mà thấy có, nào là ngã, ngã sở, nam nữ, vân vân. Lại nữa, trong mộng không có việc vui mừng mà mừng, không có việc giận mà giận, không có việc sợ mà sợ, chúng sanh trong ba cõi cũng như vậy, vì giấc ngủ của vô minh nên không đáng giận mà giận, không đáng mừng mà mừng, không đáng sợ mà sợ. Lại nữa, mộng có năm thứ, trong thân không điều hòa hoặc nhiệt khí nhiều, thời phần nhiều mộng thấy lửa, thấy sắc vàng đỏ, hoặc lãnh khí nhiều, thời phần nhiều mộng thấy nước, thấy sắc trắng, hoặc phong khí nhiều, thời phần nhiều mộng thấy bay, thấy sắc đen, hoặc thường nhớ tưởng suy nghĩ những việc tưởng nghe thấy, thời hay mộng thấy việc ấy, hoặc do thiên đế thích muốn làm cho mộng để khiến được khiến thấy việc vị lai, năm thứ mộng ấy đều không có thật mà vọng thấy có. Người cũng như vậy, chúng sanh trong năm đường vì nhân duyên của lực thân kiến nên thấy bốn thứ ngã, sắc ấm là ngã, sắc là ngã sở, sắc ở trong ngã, ngã ở trong sắc. Giống như sắc, thọ tưởng hành thức cũng như vậy, bốn nhân năm thành, 20 cách chấp ngã. Khi đắc đạo thật, trí tuệ giác ngộ rồi, thời biết không thật.
Hỏi: không nên nói mộng không có thật. Vì sao? Thức tâm có đủ nhân duyên mới sanh. Tâm thức trong mộng có các thứ duyên, nếu không có duyên ấy thì làm sao sanh thức? Đáp: không phải. Không thể thấy mà thấy, như trong mộng thấy người trên đầu có sừng, hoặc mộng thấy thân mình bay giữa hư không, nhưng người thật không có sừng cũng không bay, thế nên không thật. Hỏi: thật có đầu người ở nơi khác cũng thật có sừng, vì tâm mê lầm mà thấy trên đầu người có sừng. Thật có hư không, cũng thật có vật bay, vì tâm mê lầm mà tự thấy thân mình bay, chứ chẳng phải không thật. Đáp: tuy thật có người có đầu, tuy thật có sừng, nhưng thấy người trên đầu có mọc sừng đó là vọng kiến. Hỏi: thế giới rộng lớn do nhân duyên đời trước mà có nhiều loại bất đồng, hoặc có thế giới khác có người đầu mọc sừng, hoặc một tay một chân, có người cao một thước, có người cao 9 thước, vậy người có sừng có gì là kỳ quái? Đáp: nếu ở thế giới khác mà có sừng có thể vậy, nhưng mộng thấy những người được biết ở thế giới này có sừng thời không thể được. Lại nữa, nếu có người mộng thấy ranh giới của hư không, của phương hướng, của thời gian, các việc ấy làm sao có thật? Vì chỗ nào lại không có hư không, không có phương hướng, không có thời gian, vì vậy trong mộng không thấy không mà thấy có.